Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2022 đến 19 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2022, tỉnh Kiên Giang ghi nhận 127 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 lên 35.829 ca. Số ca mắc mới ở các địa phương đơn vị trong tỉnh bao gồm thành phố Rạch Giá 23 ca, huyện Hòn Đất 12 ca, thành phố Phú Quốc 10 ca, thành phố Hà Tiên 9 ca, An Biên 6 ca, huyện Tân Hiệp 4 ca, bệnh viện Đa khoa tỉnh 61 ca, bệnh viện Lao và bệnh phổi 2 ca. Về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đối tượng từ 18 tuổi trở lên lũy kế đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, mũi 1 là 1.201.699 người, đạt 100,96%. Đủ mũi cơ bản 1.165.883 người, đạt 97,95%. Liều nhắc lại là 408.539 người, đạt 34,32%. Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, lũy kế đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, mũi 1 là 167.347 trẻ, đạt 96,76%. Mũi 2 159.082 trẻ, đạt 91,98%.